Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì bên em có một cái đơn hàng tôn sóng ngói Ruby Vina khá là lớn, tổng số lượng hơn 200m, và đây là dòng tôn Vina một lông chuột độ dày 0.45. Đấy, và bây giờ thì bên em sẽ vận chuyển và đi giao hàng miễn phí đến nhà khách hàng. Thì em sẽ đi review cái công trình này, xem công trình này nó là một công trình như thế nào. Thường thì cái dòng tôn ngói bên em ấy thì khách hàng mua hàng thường là những người có công trình nhà mới xây, và thường là những cái nhà nhiều mái hoặc là những ngôi nhà mái Thái kiểu biệt thự vân vân. Đấy, thì em sẽ đi review công trình này, ngoài cái việc là tìm hiểu về cái cách thi công công trình mái tôn thì còn có thể tham khảo những cái mẫu nhà đẹp để mọi người cùng tham khảo, ví dụ như có nhu cầu xây nhà chẳng hạn thì có thể tham khảo những công trình như vậy. Vâng, và hiện tại thì em đã đến được công trình nhà khách hàng. Đây là một cái nhà mới xây. Và đây là đặt theo cái thiết kế mái là thiết kế theo khung hình mái Nhật. Bốn mái trụm vào nhau. Gồm 3 mái, một mái lớn và 2 mái phụ. Một cái kiểu nhà trông cũng tương đối là đẹp, nhà cấp 4. Toàn bộ cái phần khung xà là cũng của bên Tôn Vina đã trở đến và hoàn thiện lắp ráp. Hàn xì xong hết rồi. Bây giờ chờ tôn đến để sáng ngày mai lập sớm. Đây là một cái công trình nhà cấp 4 với diện tích sử dụng khoảng 70m2 và được chia làm 4 phòng chính, và gian phòng bếp như nhà vệ sinh thì nằm ra ngoài. Thì toàn bộ là đã đổ mái bằng và bây giờ thì lập tôn chống nóng bên trên và tăng cái độ thẩm mỹ cho ngôi nhà. Thế thì chủ nhà đã quyết định là lập theo cái thiết kế mái Nhật. Đối với công trình này thì sẽ có là 4 mái úp vào nhau này, và 2 mái phụ này, 2 mái phụ của 2 cái sảnh này, phía trước và phía bên hông. Nói chung là rất là nhiều mái, và tôn đối với công trình này thì cũng phải cắt và chia tương đối là nhiều, khá là khó lập. Đối với những cái công trình lập tôn sóng ngói Ruby mà nó có nhiều mái như này mọi người ạ, thì chúng ta nên là sử dụng những cái dòng tôn có độ rộng khả dụng lớn nhất để lập, thì nó sẽ tiết kiệm nhất cho chúng ta nhé. Bởi vì ví dụ như một cái mái ngang như này và có chiều dài 5m, bình thường nếu chúng ta sử dụng dòng tôn sóng Ruby bên em thì chỉ cần 5 tấm. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng cái dòng tôn sóng Ruby thường thì phải mất đến 6 tấm. Bởi vì cái dòng Ruby thường nó có 90 phân một tờ, 5 tờ nó mới có 4m rưỡi, vẫn còn hụt mất nguyên 50 phân. Đấy. Cho nên là mặc dù chỉ hơn nhau có 5-10 phân thế thôi, nhưng mà khi mà nộp lên ấy thì nó sẽ hút nguyên thiếu nguyên một hơn chênh lệch nhau hẳn đến một tấm cho một mái. Và một cái công trình nó có nhiều mái như vậy thì nó sẽ đội giá lên rất là nhiều nhé, chứ không đơn giản chỉ là 5-10 phân của một tờ tôn. Trong mọi trường hợp thì chúng ta cứ sử dụng cái dòng tôn có độ rộng khả dụng lớn nhất thì là sẽ tiết kiệm nhất. Và dòng tôn có độ rộng lớn nhất hiện tại trên thị trường là đang có ở tôn Ruby Vina với khổ rộng khả dụng là 1m một tấm. Đấy, còn các dòng tôn Ruby thường hiện chỉ có 90-95 phân thôi. Ở đây bên hông này, giờ phía hông đằng sau này còn có một cái khu nhô ra và sẽ làm lập bán mái tôn xốp để làm nhà kho cũng như nhà vệ sinh và công trình phụ bếp ở trong cái khu này. Toàn bộ cái không gian bên trong là các cái phòng khách, phòng ngủ thôi, công trình phụ và bếp xây bên ngoài đây. Đây là bên em đang bàn giao tôn này, tôn Vina màu lông chuột 200m, độ dày 0.45. Dòng tôn Vina, Ruby Vina sóng ngói 6,5 sóng. Đây đang bàn giao cho chủ nhà đây, 64 tờ với tổng số lượng là hơn 200m. Nhìn chung thì em thấy đây là một cái công trình nhà cấp 4 nhỏ nhắn xinh xắn, rất là đẹp. Với kiểu mái làm như này trông cũng rất là hiện đại và đẹp. Ngoài ra thì cái thiết kế bên trong thì toàn bộ là phòng ngủ, phòng khách. Đấy, còn cái phần nhà vệ sinh này, bếp này thì làm ra bên ngoài, tương đối là thoáng đãng. Ở cái ngôi nhà này có cái vị trí ở sát với cánh đồng và thẳng hướng gió đông nam luôn, rất là mát, không bị che chắn gì bởi cây cối cả, một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Đấy, quý khách có nhu cầu mua các mặt hàng về ống hộp mạ kẽm này, các dòng tôn một lớp, tôn xốp 3 lớp, liên hệ với Tôn Vina qua số điện thoại em để cái phía dòng chuỗi chạy nhé, hoặc là cái hot số hotline 0942 791033 của bên Tôn Vina bên em. Bên em sẽ báo giá này, hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho mọi người.
em xin kết thúc cái video hôm nay, video ở đây ạ. Và một cái tiết lộ nhỏ cho mọi người là chủ nhà có tiết lộ là thì chủ nhà có tiết lộ là đối với công trình này thì làm hết khoảng 700-800 triệu cho đến thời điểm hiện tại, với diện tích sử dụng là khoảng 90 m2.